Chỉ cầu mong cho hết thế giới này hết dịch bệnh cơ nè, như mấy đám mây ở trên trời, như là nó đang bình yên. Mong là thế giới này được bình yên vô sự, mong thế giới này được hết dịch bệnh cơ nè. Mọi người cùng cầu nguyện cho Miss Cherry cho hết dịch bệnh cơ nè nè nha. Thank you mọi người. Mọi người có thấy không? Thiên nhiên đúng là thật là kỳ diệu. Mọi người, nhất là ở trên trời. Trên trời là thiên đàng tuyệt vời nhất. Ôi. Trời ơi, gió kìa, mạnh còn hơn mở quạt số 1, số 3 nữa. Ôi ôi con gái ơi, gió đảo ha. Mai là mở cái nè. Muốn bay xuống đất luôn hả? Đâu đứng lại nữa coi cho tất. Cho mami coi gió mạnh cỡ nào. Xích ghê qua bển luôn. Quay qua coi, trời ơi gió luôn. Mạnh ghê hồn không? Mọi người ơi, mọi người có thấy cầu vồng không mọi người? Cherry rất thích thấy cầu vồng, những cái gọi là mọi thứ thiên nhiên á mọi người. Cherry cực kỳ thích. Cherry thích nhất là nhìn ở trên trời có rất là nhiều đám mây, rất là đẹp. Cherry cầu mong cho hết thế giới này hết dịch bệnh.